Chào các bác tín đồ âm thanh và miền Tổ quốc nhá. Vâng, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Zikao đưa âm thanh số. Vâng, thì hôm nay Zikao âm thanh số lại có một cái món gọi là lọc xì hay gọi là Equalizer DBX 231 để giới thiệu cho các bác. Vâng, thông thường thì gia đình nhà chúng ta có một bộ dàn karaoke cũng tương đối là đủ, chẳng như có âm ly này, có đuôi loa này, có mic này, thì cũng là có một bộ dàn karaoke để gọi là nghe nhạc rồi. Vâng, thì để cải thiện cái chất âm và cái âm sắc được đa dạng hơn, được đủ các cái bộ gõ, bộ của âm nhạc, âm thanh nó hay, thì chúng ta lại phải thêm một cái thiết bị hỗ trợ để nâng cái dải âm lên ở một mức hay nhất, tách bạch nhất, sáng nhất, sạch nhất. Thì bên em giới thiệu cho các bác là cái lọc xì DBX 231 hay gọi là Equalizer DBX 231. Vâng, thì đây là cái giao diện phía trước của cái lọc xì DBX 231. Đây là mặt trắng các bác nhé. Đặc biệt là cái dòng này là rất nhiều cần gạt, gồm 62 cần gạt và mỗi một kênh của nó là 31 cần. Đặc biệt cái này không có đèn nhé, không có đèn quắc. Đấy, thì đây là giao diện phía trước. Để mà cải thiện chất âm karaoke gia đình nhà chúng ta thì hầu như là cũng không cần tốn kém lắm nhiều thiết bị. Chúng ta chỉ cần mua thêm một cái lọc xì để hỗ trợ thôi, thì nó cái chất âm nó đã khác hoàn toàn rồi. Nó lọc được tất cả các cái cung, cái âm sắc rất là chi tiết và sạch. Đây thì hiện tại bên em đang đấu ghép đấy ạ. Thì đây là cái đây là cái vỏ thùng, vỏ hộp DBX đấy ạ. Đây DBX bên em vừa lấy ra xong giới thiệu cho các bác. Thì cái dòng lọc xì DBX 231 này có hai loại, một loại màu mặt đen và một loại mặt trắng. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho các bác là mặt trắng. Vâng, thì đây là tất cả chi tiết những cần gạt ở phía trước. Đây là dải bass này, từ 20Hz đến 800Hz, không, đến 500Hz là dải bass. Thì trong dải bass này nó có dải bass thấp, bass trung và bass cao. Thì đây là những em đang để chế độ mặc định của nhà sản xuất. Từ 800Hz đến 2kHz là dải trung, dải lời ca sĩ. Từ 2kHz đến 20kHz là dải chép. Là dải chép. Đây thì là chi tiết tất cả những cái thông số trên cần gạt. Đây dưới này cũng thế, cũng tương ứng với một cái cảnh ở phía trên. Vâng, các bác chỉnh từng kênh một. Thì cái ví dụ là kênh ở phía trên các bác chỉnh hay rồi, thì các bác chỉnh kênh phía dưới nó cũng tương ứng với kênh phía trên nhé. Từ những thông số, những cái cần gạt giống đều nhau hết thì nó sẽ cho được cân đối chất âm. Thì đây ở đây nó có cái giải 20Hz đến 160Hz. Đây là giải bass thấp, hay là còn gọi là cái giải siêu trầm ấy. Ví dụ nhà các bác mà chưa có trầm thì các bác nên nâng lên cái giải bass thấp này để cho nó hỗ trợ loa. Loa nó sẽ cho giải bass thấp thì nghe nó ấm hơn. Đấy ạ. Đây thì em giới thiệu chi tiết. Ở dưới này thế này, các bác chỉnh cân đối này. Đấy, đây là em chỉnh mà gia đình nhà chúng ta chưa có trầm nhé. Khi mà các bác nhà có trầm rồi thì các bác cũng không cần lưng cái giải này lên đâu, vì trầm nó đã hỗ trợ cái giải bass thấp thì bác để mặc định của nhà sản xuất ở cân bằng. Đấy. Bass thì có bass trung, bass thấp này, bass trung, bass cao này. Trung thì có trung thấp, trung cao này. Chép thì có chép thấp, chép trung và chép cao này. Đấy, rất là chi tiết. Về cái này là 20Hz thì cũng chẳng nghe được đâu, vì là ngoài sức ngoài khả năng của chúng ta nghe. Nên em chưa chỉnh đâu nhá. Em chỉnh tí bass này thôi. Em đang để mặc định đấy ạ. Thì ở phía này là có lao cắt này. Lao cắt. Đây, lao cắt này. Còn cái bên này là Janger này. Đây là cái biên độ này. Biên độ cộng trừ, ví dụ là chúng ta không ấn thì là nó chỉ cho cộng trừ 6 thôi. Đấy. Khi bác ấn là nó cộng trừ 12, là cho một chất âm cao hơn. Đây gọi là biên độ. mặc định của nhà sản xuất thì là cộng trừ 6, nhưng khi bác sử dụng cái Ranger này nó cộng trừ hẳn 12 cơ. Đấy. Còn đây là volume to nhỏ của cái lọc xì DBX rồi. Đây là to nhỏ rồi. Đấy. Volume đấy ạ. Còn là chế độ bypass này. Bypass là chế độ có đi qua equalizer hoặc là không đi qua equalizer để cho mình so sánh. Vâng. Bác ấn vào là nó không cho đi qua equalizer nhá. Các bác phải mở nó ra, tắt nó đi thì nó mới cho mình xử lý tất cả các cân gạt ở phía trước. Vâng, nên em đang kết nối với đầu tiên là lọc này, vang này và đây. Đấy. Em sẽ hướng dẫn cách đấu phía sau nhé. Thì thường em khuyên các bác là ví dụ là nhà bác có âm ly, vang và lọc xì thì nhiều bác không biết kết nối như nào, thì em khuyên các bác là nên đấu lọc xì trước nhé. Lọc xì trước, sau đó đến vang cơ hoặc vang số, sau đó là đến đẩy hoặc âm ly. Đây là cách đấu rất là hay và ổn. Ví dụ là các bác đấu vang trước, lọc ở bên dưới thì các bác chỉnh mic thì mà các bác chỉnh giải âm của cái lọc xì này thì nó sẽ kéo theo cả cái giải âm của mic, vì thế là rất hay dễ bị hú. Đấy. Còn các bác đấu vang ở dưới thì mic nó đi qua vang, nó không đi qua lọc, thì bản thân là cái vang này đã chống hú, và khi các bác chỉnh các giải tần của mic thì nó không đi qua lọc xì thì nó rất là ổn định và nó không bị theo cái giải của lọc xì. Các bác ví dụ là đấu ở lọc xì phía dưới, vâng đúng rồi, phía dưới mà bác chỉnh mic, đầu bác lưng nhạc ở đây lọc xì phía dưới lên rất là hay, nhưng mic nó bị rú hoặc là bị rít. Đấy thì là do cái lọc xì này nó can thiệp. Thì em khuyên các bác là lên đấu lọc xì phía trước để cho các bác số hoặc bác cơ phía sau, và các bác can thiệp mic thì hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến cái giải tần của cái lọc xì các bác đã chỉnh. Vì thế là cái mic và âm nhạc nó hòa quyện rất là hay. Nên em khuyên các bác nên em đấu lọc xì trước, đến vang và đến đẩy hoặc là âm ly cuối cùng. Vâng, đây em sẽ giới thiệu phía sau nhé, cách đấu ghép. Đây các bác nhé, đây là phía sau cái lọc xì này, hoặc là Equalizer DBX 231 này. Đấy, đầu tiên là dây nguồn này. Đấy. Ở đây nhé, nó có các cổng này. Đây là input này. Em sẽ giới thiệu các bác cách bằng hai cách thức đấu nhé. Đây em đang đấu hai rắc khác nhau này. Đầu tiên là input bằng rắc Canon này. Đấy, bên này cũng là input bằng rắc Canon. Các bác đấu bằng các rắc Canon thì đều được, và làm thêm một cái rắc 6 ly ở bên cạnh. Khi mà các bác không mua được cái rắc Canon ra hoa sen thì các bác có thể mua được cái rắc 6 ly. Đấy, thì các bác đấu bằng rắc 6 ly, đây rắc 6 ly ra hoa sen. Đây em đấu hai cái khác nhau để cho các bác phân biệt được. Nếu các bác mua được Canon rồi, Canon ra hoa sen thì các bác đấu trực tiếp bằng Canon ra hoa sen ở input này. Đây. Các bác không mua được Canon ra hoa sen thì các bác mua được cái rắc 6 ly ra hoa sen. Thì đây các bác có hai cổng, rất là dễ đấu ghép. Đây em đang đấu hai cái khác nhau nhé, để cho các bác dễ tưởng tượng. Đấy, đây là input này. Nhiều cái lọc xì hay là equalizer nó có những cái input cạnh nhau thì mình rất dễ phân biệt, nhưng riêng cái DBX 231 này nó thiết kế xa nhau. Đây này, xoạc háng ra đây này. Đấy, đây là cái tín hiệu đầu vào này. Em đấu từ máy tính ra. Đấy, xoạc như này này. Đấy. Đây là input này. Đây input hai kênh này giống nhau này. Đây hai cái này giống nhau. Đây cái này này. Input này và cái này, input bên này là giống nhau. Đấy, nhiều cái thiết kế cạnh, nhưng cái này đặc biệt rất là xa, nhiều người không để ý, không biết đấu ghép đâu. Đấy. Còn đấu hoa sen, ví dụ là các bác mua được cái rắc hoa sen này, đây input này, đây cũng là input. Đấy, các bác cắm vào đây thì thay cho cái rắc Canon ra hoa sen này. Đấy, nó cũng là nhận tín hiệu và ra bằng rắc hoa sen, output hoa sen. Đây. Đây bên này em đấu cho các bác nhận biết nhé. Đây em đấu bằng rắc hoa sen này và input này ra rắc Canon hoa sen này. Đấy, rất là chi tiết. Sau đó là đây là tín hiệu ra là output này. Em đấu xuống vang này, đây đường đi đây ạ. Đây, đường đi. Em đấu xuống vang này. Đấy, vang từ có aux 1, aux 2. Đây thì tùy các bác là đưa vào aux 1 hay aux 2 thì các bác chọn chế độ. Đấy, em đưa xuống vang. Vang này là vang sẽ là KM5FX. Đấy, sau đó là từ vang này output ra này bằng cái rắc Canon này. Em đưa xuống đẩy. Đấy, em đưa xuống đẩy. Đây. Em đưa xuống đẩy đây ạ. Đấy, em đưa xuống đẩy đây ạ. Nếu mà các bác quen rồi rất là dễ thôi, còn mà chưa quen thì rất là khó, thì rất là lằng nhằng. Thì sau khi em hướng dẫn thì các bác cũng sẽ hiểu ra và rất dễ đấu ghép. Đây em đấu bằng hai cái rắc khác nhau để các bác phân biệt nhé. Đấy. Đây, nhắc lại này. Tín hiệu đầu vào em lấy từ máy tính này. Đây, tín hiệu đầu vào đây ạ. Đây, vào input đầu tiên là bằng jack Canon này, ra hoa sen này. Đây, nếu mà các bác mua đủ thì các bác mua jack Canon input đây ạ. Còn các bác không mua đủ, các bác có đấu bằng cái 6 ly hoa sen. Các bác đấu vào đây, hai bên này. Đấy, ra hoa 6 ly ra hoa sen. Đấy, bằng hai cái cổng này. Hoặc là bằng hai cái jack Canon như này. Đấy, thì nó ra rất là dễ. Sau đó đưa tín hiệu ra này, output này, output bằng Canon ra hoa sen này. Các bác đưa xuống đây, xuống đây, đưa xuống vang chứ, đưa xuống vang, xin lỗi, đưa xuống vang. Đấy, đưa xuống vang. Đấy, sau đó từ vang này đi ra output này, Canon này, ra đây, hoặc ra âm ly. Âm ly thì các bác dùng Canon hoa sen ra âm ly. Đấy, chỉ thay thế nhau bằng âm ly và đẩy thôi, rất là dễ. Đấy. Sau đây em sẽ quay trở lại phía trước để em hướng dẫn các bác nhé. Thì đây nhá, sau khi em đã giới thiệu đầu ghép phía sau, đây là phía trước. Đây thì tất cả những cái giải bát em nâng lên, thường là $1 mình nghe, mình hỗ trợ giải bát thì nghe tiếng rất là sâu. Giải bát em, cái giải đây là giải từ 20Hz là giải siêu trầm này, thì cái bản thân cái loa nó cũng không hỗ trợ nhiều, mình phải mua thêm trầm. Cái này em không nâng nhiều, em nâng cái giải bát chung này thì đôi loa nó hay hỗ trợ. Đấy, em lên làm sao đến cái tầm 500Hz, là từ 500Hz thì các bác không nâng nhiều quá, vì đây là cái tầm giải chung rồi, là lời ca sĩ ạ. Ca sĩ thường là người ta hay để mặc định đến 2 kHz này, đây là giải chung này, để thường là đa số để mặc định giải lời ca sĩ. Từ 2 kHz trở đi là giải chép. Giải chép thì các bác nâng lên cho nó tách bạch này, sáng tiếng. Đấy, các bác này nâng sang hạ dần này. Đấy, bản thân những cái dòng từ 10 kHz đến 20 kHz là cái giải chép cao, nghe mình không nghe được ạ. Đấy, thì mình để hỗ trợ một chút xíu để cho tách bạch thôi, cho sáng tiếng. Đấy. Đấy. Thì tất cả hai cái kênh các bác điều chỉnh giống nhau nhé. Các bác điều chỉnh giống nhau. Đặc biệt là cái giải chung này này, giải lời ca sĩ các bác để nguyên mặc định. Đâu là cái giải bát thì các bác nên tăng thêm một chút xíu. Nó còn phụ thuộc vào tất cả những cái bài hát cơ. Có những cái bài hát rất là nhiều bát, có những bài hát rất là nhiều chép thì các bác làm sao chỉnh cho nó cân đối. Thường theo các kinh nghiệm từ xưa đến nay rồi, nó là cái chỉnh cái cánh chim én, hình cái cánh chim én lên, bắt đầu xuống này, lên này, lên xong xuống này, xong lại lên này. Đấy, thì rất là hay. Đa số là như vậy. Thì còn phụ thuộc vào tai từng người nghe một. Nhiều người thích nghe bass, nhiều người thích nghe chép thì các bác nhớ lưu tâm là chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhé. Đấy. Còn bên này là có cái Zenger này là cái biên độ. Đây, biên độ. Đây là em đang cộng trừ 12 nhá. À chưa, đây là cộng trừ 12 này. Đấy, đây là biên độ này. Đấy, hơi to. Đây. Bản thân mặc định là của nhà sản xuất nên là cộng trừ 6. Nghe giải âm nó không được rộng thì các bác dùng bật cái Zenger lên. Đấy. Đấy. Là cho biên độ rộng hơn, nghe nó âm rất là rộng và sâu và tách bạch. Đấy là cái biên độ cộng trừ. Các bác không ấn thì nó cộng trừ 6, mà các ấn vào cộng trừ 12. Đấy, còn đây là chế độ bypass này, để đang đi chế độ đang đi qua Equalizer các bác nhá. Để em chỉnh tất cả cần gạt và đi Equalizer, em tắt Equalizer đi này. Đấy, em tắt Equalizer này. Đấy, nghe tiếng rất là tối bí, nghe nó không được tách bạch. Đấy. Các bác nhớ phải tắt chế độ bypass này đi nhá. Đây, đang sáng đèn là không được nhá. Thì các bác bật lên này, tắt nó đi này. Đấy. Đấy, cả hai bên. Đấy, rất là chi tiết. Cái này nó cũng không quá cao để sở hữu đâu ạ. Cái này hỗ trợ cái giải âm cho dàn karaoke gia đình nhà mình rất là tốt. Còn một loại mặt đen nữa thì hôm nay là em giới thiệu cho các bác mặt trắng. Đấy, cái hình cánh chim én. Đa số là hình cánh chim én rất là hay. Đấy. Cái mã của nó là 231S Equalizer DBX DBX đây. Đấy. em là tắt cái chế độ cộng trừ 12 đi nhá, cái biên độ đi. Đấy, bản thân là tắt đi nó đã bí tiếng rồi, mình phải muốn nghe giải âm rộng hơn, sâu hơn thì các bác lên cộng trừ 12. Đấy, khác nhau hoàn toàn. Và các bạn nhớ lưu tâm này, cái tai bát này này, các bác phải tắt cái đèn nó đi thì nó mới cho đi qua equalizer. Nhưng mà bác bật lên là nó đi thẳng đấy nhé, nó không qua những cái cần gạt này đâu. Là các bác nhớ lưu ý. Bên em sau bao nhiêu năm kinh nghiệm làm âm thanh thì bên em tư vấn thì các bác nhớ lưu tâm cho bên em nhé. Bên em hướng dẫn rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Đấy vì sao mà em phải đấu lọc xì lên trước, lọc xì lên trước vang. Đấy cũng là có cả những kinh nghiệm bên em đấy ạ. Vì thế khi là các bác cắm mic vào đây thì tất cả những cái giải mic các bác chỉnh nó không liên quan đến cái lọc xì hay là equalizer. Nó chỉ là xử lý cái phần nhạc thôi ạ, cái phần nhạc. Đấy, còn các bác chỉnh mic hay hay không là tất cả là nhờ cái vang. Còn các bác mà đấu vang trước lọc xì thì các bác chỉnh mic hay nhưng nó lại bị can thiệp bởi cái equalizer. Những cái giải cao, giải chép rất hay làm rú mic. Đấy, là cái nhược điểm mà mình đấu vang trước trước lọc xì. Thì em khuyên các bác là nên đấu lọc xì trước vang số hoặc vang cơ thì nó tốt hơn. Sau khi bên em đã hướng dẫn chi tiết về cái lọc xì DBX 231S hay là Equalizer DBX 231S thì em hướng dẫn cũng rất là chi tiết. Sau đây là em cũng chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và cũng cảm ơn các bác mọi miền tổ quốc yêu âm thanh của chiếc cao âm thanh số đã ủng hộ suốt thời gian qua. Các bác mà chưa đăng ký kênh bên em thì hãy đăng ký kênh bên em nhé, để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em về hàng ngày. Các bác ở xa cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên em để đặt hàng online trên kênh YouTube, hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên em sẽ điện thoại tư vấn trực tiếp cho các bác. Sau khi bên em đã hướng dẫn chi tiết thì giờ đây bên em sẽ ngắt, và mai em lại giới thiệu các bác sản phẩm khác. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.